我觉得这一次国际赛感觉好运都在越南这边了。哇，美木果手果南果木 ，Yeah！ 这个。Thưa quý vị, đã nói đến siêu trí tuệ, bộ môn tối cao mà chúng ta nhắc đến đó là siêu trí nhớ. Và với bộ môn này, đại diện của Việt Nam, Mai Tường Vân. Sau cái phần thi của mình, em có thấy cuộc sống em thay đổi nhiều không? Dạ vẫn bình thường ạ. Không có ai nhận ra em ra ngoài đường hết trơn hả? Dạ cũng có các bạn nhận ra em nhưng mà cũng ít ạ. Tại em cũng ít ra ngoài đường. À do em ít ra ngoài đường thôi chứ em ra là người ta nhận ra em đó. Em đã biết về đối thủ của mình chưa nhỉ? Một đối thủ thật sự là rất nặng ký. Anh ấy là vô địch trí nhớ châu Âu 5 lần và là vô địch thế giới 2 lần và là vô địch thế giới của năm ngoái. Wow. Và thưa quý vị, tôi cũng muốn nói nhẹ nhẹ như thế này. Khi mà nhắc đến tất cả những cái tên cao nhất của bảng xếp hạng trí nhớ thế giới đều có bằng anh ta. Thì thưa quý vị, vị trí của anh ta hiện nay đang là hạng nhì trên bảng xếp hạng trí nhớ của thế giới trong mọi thời đại. Wow. Và đây là một đối thủ, như Vân nói, ngoài nặng ký ra thì cái đẳng cấp của anh ta hiện nay là siêu việt. Chúng ta không thể lường được cái khả năng của anh ta. Và hình như đó cũng từng là đối thủ của giám khảo Vương Phong này đúng không ạ? Giám khảo Vương Phong đã từng thi 2 lần. Lần đầu tiên thì anh ấy thắng, anh này hạng 5 trên thế giới. Và lần thi thứ hai thì giám khảo Vương Phong thắng để trở thành number 1 trên thế giới. Và cũng xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho siêu trí tuệ Vương Phong. Thưa quý vị, tôi không muốn làm mất thời gian quý vị nữa. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho một nhân vật đến từ đất nước Đức, thưa quý vị, UMS Model. Hello UMS, how do you feel today? I feel very good. It's a great show. Happy to be here. Our honor to invite you to Vietnam and thanks for your joining to the show. Thank you for inviting me. Thưa quý vị, có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ như thế này là anh Johannes, anh mắc phải cái chứng rối loạn dưỡng cơ. Cái cơ của mình sẽ bị teo rút lại theo hàng năm. Nhưng mà quý vị thấy rằng là anh ta vô cùng nghị lực và quý vị thấy anh ta ra sân khấu với một tốc độ cực nhanh và anh ta cực kỳ phấn chấn. Tất cả nằm ở cái năng lượng mà nãy tỏa ra. Và ngày hôm nay, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự có mặt của một World Champion Johannes Mollo. Cho tôi hỏi là giám khảo Tóc Tiên, bạn nghĩ gì về đề thi vừa rồi? Tới khi mà nghe cái đề bài này thì em đang tự hỏi trong đầu rằng là rốt cuộc giới hạn của trí não con người là ở đâu? Tại vì những cái đề cho Mai Tường Vân ở những cái vòng thi trước là em đã thấy nó quá là bất khả thi rồi. Mà bây giờ thành là 10.000 con bướm. Mà mọi người phải hiểu rằng nó đâu phải là cái hình ảnh phóng to đó, nó là hình ảnh có chút xíu à. Anh Sam có tưởng tượng được cái đề thi nó như vậy không? Tưởng tượng thì tưởng tượng được, nhưng không hiểu. Tôi nghĩ rằng đây là một cái lượng thông tin khá là lớn. Không phải là chỉ có ghi nhớ nhanh, mà cái quan trọng là họ cần phải là sắp xếp lại và họ cần phải tái hiện lại một cách chính xác trong cái áp lực thời gian rất lớn. Họ hoàn toàn bình thản, không có một cái vẻ gì gọi là hốt hoảng hay là hoang mang gì cả. Họ là những người ở trong cuộc của họ mới là người hiểu, mới là người biết, mới là người nắm rõ tất cả. Vâng ơi, em nghĩ là trong cái thử thách lần này với một đối thủ nặng ký như vậy thì cái xác suất chiến thắng khoảng bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là khoảng 30%. Okay. Johannes, have you ever met this kind of competition before? What I did before, in I'm competing since 15 years already. Usually, we have to memorize as fast as possible. But this time, it's not just only about memorizing, it's also about recalling. So we have to recall as fast as possible. And this is pretty new to me. Ngay bây giờ sẽ là một trận đấu thứ tư giữa hai đối thủ còn rất là nhỏ tuổi. Một người là 12, một người là 14. Và họ sẽ mang đến cho chúng ta những con số hóc búa nhất, tính nhẩm siêu tốc. Và xin mời quý vị và các bạn dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để cổ vũ cho đại diện của Việt Nam, bé Gia Hưng.
tôi đến từ Việt Nam. Tôi mong muốn được góp phần để Việt Nam được biết đến nhiều hơn trên đấu trường siêu trí tuệ thế giới. Hình như là bộ vest nó không có làm cho con thoải mái lắm phải không? Dạ con khá thoải mái trong bộ này. Thoải mái hay không thoải mái con? Con thoải mái. Thoải mái cho con thấy ngứa quá. Sao vậy? Tại vì con hơi khó chịu. Con thoải mái bởi vì con hơi khó chịu. Cuối cùng là khó chịu nhiều hay thoải mái nhiều nè? Dạ cả hai cũng nhiều. Chú dần hiểu câu trả lời của con rồi đấy. Từ đó tới giờ là con có luyện tập nhiều hơn nữa hay không? Dạ con luyện tập rất là nhiều để cố gắng làm tốt trong cuộc thi ngày hôm nay. Hôm nay con tự tin chiến thắng được bao nhiêu phần trăm với một đối thủ nặng ký của mình tại Nhật Bản nè? Con nghĩ con có khoảng 20% cơ hội để thắng, tại vì bạn này rất là nổi tiếng và bạn tính rất là nhanh và chính xác. Thưa quý vị, tại sao bé Gia Hương của chúng ta chỉ khiêm tốn nói là có 20% chiến thắng mà thôi? Là bởi vì sao? Bạn là hiện tượng nổi tiếng nhất, được nhiều người quan tâm nhất trong tất cả các cái phần thi của siêu trí tuệ thế giới. Và hình như Tóc Tiên cũng là fan của cô này đúng không? Dạ. Và xin giới thiệu toàn thể quý vị và các bạn, hiện tượng mạng hot nhất của siêu trí tuệ thế giới, đại diện cho Nhật Bản, Tsuchikubo Rene. Tsuchikubo Rene, 14 歳です。日本から来ました。今日は自分のできる限りの力を精一杯出し切って絶対に勝ちます。Em đến Việt Nam em có quen không? Có ăn uống được không? Tại sao em nhận lời tham gia cuộc thi này tại Việt Nam? Giữa cái lần đó với lần này thì lần nào em cảm thấy hồi hộp nhiều hơn? 今回のベトナムの対戦の方がすごい緊張しています。 Em có biết được cái thành tích của đối thủ của mình không mà em lại hồi hộp như thế? 前に出てた時の見ました。 Mà hình như là em chỉ giỏi tính toán chứ em không thích nói chuyện giao tiếp lắm phải không? Hay. Khi em có một thành tích cao như vậy, em thi đấu với một bạn nhỏ tuổi hơn mình, em có gặp nhiều áp lực lắm không? Hay.絶対に負けないように頑張ります。 Vâng, không hỏi bạn nữa. Chúc cho bạn thật là may mắn, bình tĩnh nha. Gia Hương ơi, cố gắng lên nha. Dạ. Ok. Thưa quý vị, như vậy là theo kết quả mà anh Vương Phong đã tung đồng xu thì bạn Rene sẽ được ưu tiên làm chủ trước. You first. Ok. Thưa quý vị, xin được nhắc lại như thế này. Trong cái lượt mà mình làm chủ thì chúng tôi chỉ xem kết quả của các bạn mà thôi. Trong trường hợp các bạn sai mới tính kết quả của cái người đối thủ. Nó không có liên quan đến chuyện là ai bấm trước sẽ được trả lời trước. Có phải là trận đầu tiên Rina hơi hồi hộp chút xíu phải không? Nên em khóc phải không? Nghỉ một chút. Hay mình ra mình nghỉ ngơi một tí nhá. Nhá. Ok, nè, chúng ta ra nghỉ ngơi tí nha Hưng ơi. Cảm ơn em gái, tội nghiệp em tôi. Siêu trí tuệ Việt Nam, 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.